Thầy thuốc mặc áo chuyên môn, đội nón, mang khẩu trang và rửa tay thường quy. Sau đó, tiến hành nhận định vết thương bằng cách hỏi bệnh và kiểm tra vết thương. Khi hỏi bệnh, thầy thuốc cần khai thác rõ thông tin về hoàn cảnh xảy ra vết thương như thời gian bị thương, môi trường xảy ra vết thương, tác nhân gây nên vết thương và các xử trí trước khi nhập viện. Tiếp theo, thầy thuốc mang găng tay vô trùng và tiến hành kiểm tra vết thương. Cần đánh giá kỹ về mức độ tổn thương, mức độ chảy máu, khả năng cầm máu, sự hiện diện của khối máu tụ, mô hoại tử, các dị vật trong vết thương và đánh giá tình trạng nhiễm trùng. Khi thám sát, thao tác cần phải nhẹ nhàng để tránh gây đau và tránh làm nhiễm trùng vết thương. Một vết thương được gọi là vết thương nông khi chỉ tổn thương lớp da và mô dưới da. Loại vết thương này có thể xử trí bằng việc rửa vết thương đơn thuần. Tất cả các vết thương gây tổn thương cấu trúc nằm sâu như cân, cơ, gân, mạch máu, thần kinh đều phải được can thiệp ngoại khoa. Một vết thương được đánh giá là sạch khi có các yếu tố sau. Nhập viện trong vòng 6 giờ đầu khi bị thương. Môi trường xảy ra vết thương hoàn toàn sạch. Tác nhân gây ra vết thương hoàn toàn sạch. Mức độ tổn thương mô ít. Vết thương không có mô hoại tử hay dị vật. Sau khi đánh giá, thầy thuốc giải thích cho bệnh nhân và tiến hành chuẩn bị dụng cụ xử trí vết thương. Các dụng cụ rửa vết thương thường được hấp và gói vô trùng. Khi mở, cần tránh chạm vào mặt trong của gói và các dụng cụ bên trong gói. Trong gói này thường có sẵn 3 cốc đựng dung dịch và 3 kẹp Coxer hoặc Kelly. Dùng kẹp tiếp liệu sắp xếp các dụng cụ này trên mâm vô trùng. Gấp thêm vào mâm gạt vô khuẩn, gọn vô khuẩn. Và rót vào cốc dung dịch cồn iốt hoặc cồn 70 độ để sát khuẩn vết thương, dung dịch natri clorua 0,9% hoặc nước vô trùng để rửa vết thương. Thầy thuốc tiến hành mang găng tay vô trùng. Sau đó, dùng kẹp thứ nhất gấp gọn tẩm dung dịch cồn iốt để sát khuẩn quanh vết thương. Bắt đầu sát khuẩn từ mép vết thương, sau đó đi ra ngoài, đến cách mép vết thương khoảng từ 10 đến 15cm. Có thể lặp lại nhiều lần đến khi vùng sát khuẩn đạt yêu cầu. Lưu ý, lúc này không nên sát khuẩn trực tiếp lên trên vết thương. Tiếp theo, thầy thuốc sử dụng kẹp thứ hai, gấp gọn tẩm dung dịch natri clorua 0,9% để rửa vết thương. Tùy theo hình dạng vết thương, có thể rửa theo chiều dọc hoặc hình tròn, nhưng phải đảm bảo rửa từ trong ra ngoài, một chiều và thay gọn sau mỗi lần rửa. Sau đó, dùng gọn để thấm khô vết thương từ trong ra ngoài. Luôn rửa vết thương ở vùng sạch trước vùng bẩn. Nếu có nhiều vết thương, hãy rửa những vết thương sạch trước những vết thương bẩn. Nên rửa cách mép vết thương khoảng 5cm. Lặp lại các thao tác rửa và thấm khô đến khi thấy vết thương hoàn toàn sạch. Tiếp theo, thầy thuốc sử dụng kẹp thứ ba, gấp gọn tẩm dung dịch cồn iốt để sát khuẩn lại vết thương. Đầu tiên, sát khuẩn lên trên vết thương. Sau đó thay miếng gọn khác để sát khuẩn vùng xung quanh vết thương. Đặt gạt vô trùng phủ kín vết thương, quá mép vết thương trên 2,5cm và không quá dày. Sau đó, cố định gạt bằng băng keo hoặc băng cuộn để đảm bảo kín, thoáng và chắc chắn. Sau khi rửa vết thương, thầy thuốc họ để đánh giá lại tình trạng bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân tiêm ngừa uốn ván,
cách chăm sóc vết thương tại nhà và cách sử dụng thuốc theo toa. Thay thuốc, dọn dẹp dụng cụ, rửa tay thường quy và ghi hồ sơ. Thầy thuốc mặc áo chuyên môn, đội nón, mang khẩu trang và rửa tay thường quy. Sau đó, tiến hành nhận định vết thương bằng cách hỏi bệnh và kiểm tra vết thương. Khi hỏi bệnh, thầy thuốc cần khai thác rõ thông tin về hoàn cảnh xảy ra vết thương như thời gian bị thương, môi trường xảy ra vết thương, tác nhân gây nên vết thương và các xử trí trước khi nhập viện. Tiếp theo, thầy thuốc mang găng tay vô trùng và tiến hành kiểm tra vết thương. Cần đánh giá kỹ về mức độ tổn thương, mức độ chảy máu, khả năng cầm máu, sự hiện diện của khối máu tụ, mô hoại tử, các dị vật trong vết thương và đánh giá tình trạng nhiễm trùng. Thao tác cần phải nhẹ nhàng để tránh gây đau và tránh làm nhiễm trùng vết thương. Một vết thương được gọi là vết thương nông khi chỉ tổn thương lớp da và mô dưới da. Loại vết thương này có thể xử trí bằng việc rửa vết thương đơn thuần. Tất cả các vết thương gây tổn thương cấu trúc nằm sâu như cân, cơ, gân, mạch máu, thần kinh đều phải được can thiệp ngoại khoa. Một vết thương được đánh giá là dơ khi có các yếu tố sau: nhập viện sau 6 giờ tính từ lúc bị thương, môi trường xảy ra vết thương dơ, tác nhân gây ra vết thương dơ, mô tổn thương nhiều, vết thương có nhiều mô dập nát, hoại tử và dị vật. Sau khi đánh giá, thầy thuốc giải thích cho bệnh nhân và tiến hành chuẩn bị dụng cụ xử trí vết thương. Các dụng cụ rửa vết thương thường được hấp và gói vô trùng. Khi mở, cần tránh chạm vào mặt trong của gói và các dụng cụ bên trong gói. Trong gói này thường có sẵn 3 cốc đựng dung dịch và 3 kẹp Coxair hoặc Kelly. Thầy thuốc dùng kẹp tiếp liệu sắp xếp các dụng cụ này trên mâm vô trùng, gấp thêm vào mâm gạt vô khuẩn, gọn vô khuẩn và rót vào cốc dung dịch cồn iốt hoặc cồn 70 độ để sát khuẩn vết thương, dung dịch natri clorua 0,9% hoặc nước vô trùng để rửa vết thương và dung dịch oxy già trong những trường hợp vết thương có nhiều dị vật khó lấy. Dùng một tấm ni lông hoặc khay lót phía dưới vùng bị thương của bệnh nhân, sau đó tiến hành thực hiện thủ thuật. Thầy thuốc tiến hành mang găng tay vô trùng. Sau đó, dùng kẹp thứ nhất gấp gọn tẩm dung dịch cồn iốt để sát khuẩn quanh vết thương. Bắt đầu sát khuẩn từ mép vết thương, sau đó đi ra ngoài đến cách mép vết thương khoảng từ 10 đến 15 cm. Có thể lặp lại nhiều lần đến khi vùng sát khuẩn đạt yêu cầu. Lưu ý, lúc này không nên sát khuẩn trực tiếp lên trên vết thương. Tiếp theo, thầy thuốc sử dụng kẹp thứ hai gấp gọn tẩm dung dịch natri clorua 0,9% để rửa vết thương. Tùy theo hình dạng vết thương, có thể rửa theo chiều dọc hoặc hình tròn, nhưng phải đảm bảo rửa từ trong ra ngoài một chiều và thay gòn sau mỗi lần rửa. Sau đó, dùng gòn để thấm khô vết thương từ trong ra ngoài. Luôn rửa vết thương ở vùng sạch trước vùng bẩn. Nếu có nhiều vết thương, hãy rửa những vết thương sạch trước những vết thương bẩn. Nên rửa cách mép vết thương khoảng 5 cm. Lặp lại các thao tác rửa
và thấm khô đến khi thấy vết thương hoàn toàn sạch. Trong những trường hợp vết thương có nhiều dị vật, có thể dùng gòn tẩm dung dịch oxy già thấm vào vết thương. Oxy già sủi bọt sẽ giúp dị vật trong các ngóc ngách của vết thương được đẩy lên trên bề mặt. Dùng gòn để thấm khô vết thương. Và nhanh chóng rửa lại vết thương với dung dịch nước muối sinh lý. Lưu ý, không nên lạm dụng oxy già trong rửa vết thương vì oxy già có khả năng phá hủy mô và làm vết thương chậm lành. Thầy thuốc sử dụng kẹp thứ 3 gấp gòn tẩm dung dịch cồn iốt để sát khuẩn lại vết thương. Đầu tiên, sát khuẩn lên trên vết thương. Sau đó thay miếng gòn khác để sát khuẩn vùng xung quanh vết thương. Đặt gạt vô trùng phủ kín vết thương, quá mép vết thương trên 2,5cm và không quá dày. Cố định gạt bằng băng keo hoặc băng cuộn để đảm bảo kín, thoáng và chắc chắn. Sau khi rửa vết thương, thầy thuốc hỏi để đánh giá lại tình trạng bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân tiêm ngừa uốn ván, cách chăm sóc vết thương tại nhà và cách sử dụng thuốc theo toa. Thầy thuốc dọn dẹp dụng cụ, rửa tay thường quy và ghi hồ sơ. Băng bó là một kỹ thuật y khoa cơ bản, thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, như cố định gạt che kín vết thương, cố định nẹp trong gãy xương, hay băng ép vết thương để cầm máu. Khi thực hiện các kỹ thuật băng, cần đảm bảo một số nguyên tắc sau. Chọn kích thước băng phù hợp với độ lớn của chi. Nên băng từ ngọn chi đến gốc chi. Độ siết của băng phải phù hợp với mục đích, không siết băng khi cố định gạt, có độ siết vừa phải khi cố định nẹp và phải siết chặt nếu dùng với mục đích băng ép cầm máu. Để không siết băng khi cố định gạt, nên thực hiện kỹ thuật lăn băng. Để thực hiện kỹ thuật này, hãy đặt cuộn băng nằm ngửa, tay của thầy thuốc lăn băng trên chi của bệnh nhân. Không cầm cuộn băng sắp hoặc kéo cuộn băng ra xa chi của bệnh nhân vì sẽ làm tăng lực siết băng. Trước khi băng ở các khớp, cần đặt chi ở tư thế chức năng để đảm bảo chi vẫn thực hiện được những động tác cơ bản mà không làm tuột băng. Cần kê cao chi sau khi băng để tránh phù nề bằng cách treo tay hoặc kê chân trên gói mềm. Có hai loại băng cuộn thường được sử dụng hiện nay là băng thun và băng vải gạt. Kỹ thuật sử dụng hai loại băng này không khác nhau. Băng vòng thường được dùng để cố định gạt ở những nơi vết thương nhỏ hoặc dùng để bắt đầu và kết thúc các kiểu băng khác. Cách băng như sau. Đặt cục băng nằm ngửa, hơi chích lên trên miếng gạt che phủ vết thương. Sau đó, lăn băng một vòng.
gấp mép băng lại. Lăn các vòng băng tiếp theo đè lên vòng băng trước đó. Nếu dùng băng vòng để cố định gạt, không nên băng quá 4 vòng. Nếu dùng băng vòng để bắt đầu và kết thúc các kiểu băng khác, chỉ nên băng 2 vòng. Sau khi băng, cần hỏi bệnh nhân về độ chặt lỏng để đánh giá mức độ chèn ép của băng. Sau đó, hướng dẫn để bệnh nhân trở về tư thế phù hợp tùy theo từng trường hợp và dặn dò các lưu ý khi chăm sóc vùng băng. Băng rắn quấn thường dùng để cố định nẹp khi cố định xương gãy. Cách băng như sau, bắt đầu băng ở đầu xa bằng 2 vòng băng vòng. Sau đó lăn băng chết lên trên, vòng sau không đè lên vòng trước. Khi băng đủ chiều dài mong muốn, kết thúc bằng 2 vòng băng vòng. Cố định lại bằng móc. Băng rắn quấn có thể kết hợp với kiểu băng số 8 ở vùng khuỷu để cố định vững nẹp. Sau khi băng, cần hỏi bệnh nhân về độ chặt lỏng để đánh giá mức độ chèn ép của băng. Sau đó, hướng dẫn để bệnh nhân trở về tư thế phù hợp tùy theo từng trường hợp và dặn dò các lưu ý khi chăm sóc vùng băng. Băng bó là một kỹ thuật y khoa cơ bản, thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, như cố định gạt che kín vết thương, cố định nẹp trong gãy xương, hay băng ép vết thương để cầm máu. Khi thực hiện các kỹ thuật băng, cần đảm bảo một số nguyên tắc sau. Chọn kích thước băng phù hợp với độ lớn của chi. Nên băng từ ngọn chi đến gốc chi. Độ siết của băng phải phù hợp với mục đích, không siết băng khi cố định gạt, có độ siết vừa phải khi cố định nẹp và phải siết chặt nếu dùng với mục đích băng ép cầm máu. Để không siết băng khi cố định gạt, nên thực hiện kỹ thuật lăn băng. Để thực hiện kỹ thuật này, hãy đặt cuộn băng nằm ngửa, tay của thầy thuốc lăn băng trên chi của bệnh nhân. Không cầm cuộn băng sắp hoặc kéo cuộn băng ra xa chi của bệnh nhân vì sẽ làm tăng lực siết băng. Trước khi băng ở các khớp, cần đặt chi ở tư thế chức năng để đảm bảo chi vẫn thực hiện được những động tác cơ bản mà không làm tuột băng. Cần kê cao chi sau khi băng để tránh phù nề bằng cách treo tay hoặc kê chân trên gói mềm. Có hai loại băng cuộn thường được sử dụng hiện nay là băng thun và băng vải gạt. Kỹ thuật sử dụng hai loại băng này không khác nhau. Băng xoắn ốc thường được dùng để băng những vết thương dài ở phần chi có vòng chi tương đối bằng nhau. Cách băng như sau.
bắt đầu băng ở đầu xa bằng hai vòng băng vòng. Sau đó, lăn băng chết lên trên, vòng sau phủ lên vòng trước khoảng 1/3 đến 1/2 vòng. Khi băng đủ chiều dài mong muốn, kết thúc bằng hai vòng băng vòng, cố định lại bằng móc. Sau khi băng, cần hỏi bệnh nhân về độ chặt lỏng để đánh giá mức độ chèn ép của băng. Sau đó, hướng dẫn để bệnh nhân trở về tư thế phù hợp tùy theo từng trường hợp và dặn dò các lưu ý khi chăm sóc vùng băng. Băng chủ nhân thường dùng để băng những vết thương dài ở phần chi có vòng chi không bằng nhau. Cách băng như sau. Bắt đầu băng ở đầu xa bằng hai vòng băng vòng. Sau đó, lăn băng chết lên trên, tạo một nếp gấp khoảng 30 đến 45 độ và băng hết vòng chi. Lặp lại thao tác trên đến khi băng đủ chiều dài mong muốn. Các nếp gấp nên thẳng hàng với nhau, không phủ qua vết thương hay vùng xương lồi. Kết thúc với hai vòng băng vòng khi cuộn băng ngửa. Cố định lại bằng móc. Sau khi băng, cần hỏi bệnh nhân về độ chặt lỏng để đánh giá mức độ chèn ép của băng. Sau đó, hướng dẫn để bệnh nhân trở về tư thế phù hợp tùy theo từng trường hợp và dặn dò các lưu ý khi chăm sóc vùng băng. Băng bó là một kỹ thuật y khoa cơ bản, thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, như cố định gạt che kín vết thương, cố định nẹp trong gãy xương, hay băng ép vết thương để cầm máu. Khi thực hiện các kỹ thuật băng, cần đảm bảo một số nguyên tắc sau. Chọn kích thước băng phù hợp với độ lớn của chi. Nên băng từ ngọn chi đến gốc chi. Độ siết của băng phải phù hợp với mục đích, không siết băng khi cố định gạt, có độ siết vừa phải khi cố định nẹp và phải siết chặt nếu dùng với mục đích băng ép cầm máu. Để không siết băng khi cố định gạt, nên thực hiện kỹ thuật lăn băng. Để thực hiện kỹ thuật này, hãy đặt cuộn băng nằm ngửa,
tay của thầy thuốc lăn băng trên chi của bệnh nhân. Không cầm cuộn băng sắp hoặc kéo cuộn băng ra xa chi của bệnh nhân vì sẽ làm tăng lực siết băng. Trước khi băng ở các khớp, cần đặt chi ở tư thế chức năng để đảm bảo chi vẫn thực hiện được những động tác cơ bản mà không làm tuột băng. Cần kê cao chi sau khi băng để tránh phù nề bằng cách treo tay hoặc kê chân trên gói mềm. Có hai loại băng cuộn thường được sử dụng hiện nay là băng thun và băng vải gạt. Kỹ thuật sử dụng hai loại băng này không khác nhau. Băng số 8 thường dùng để cố định gạt che phủ vết thương ở các khớp, cố định các khớp như khớp khuỷu, khớp cổ tay, khớp gối, khớp cổ chân, hoặc dùng để bất động gãy xương đòn. Cách băng giữ gạt che phủ vết thương ở khớp. Bệnh nhân để chi ở tư thế trung tính, băng hai vòng băng vòng cố định gạt. Sau đó, lăn băng rẽ hình cánh quạt tĩnh tiến ra hai phía đầu gần và đầu xa đến khi đạt được mục đích cố định. Kết thúc bằng hai vòng băng vòng ở đầu gần. Và cố định băng bằng móc. Băng để cố định chi như sau. Bệnh nhân để chi ở tư thế trung tính. Bắt đầu băng ở đầu xa bằng hai vòng băng vòng. Sau đó, lăn băng chết lên trên qua mặt gấp của khớp, vòng lên đầu gần của chi, và chết xuống đầu xa của chi theo hình số 8. Lặp lại thao tác trên và tĩnh tiến dần lên đến khi đạt được mục đích cố định. Kết thúc bằng hai vòng băng vòng ở đầu gần và cố định băng bằng móc. Sau khi băng, cần hỏi bệnh nhân về độ chặt lỏng để đánh giá mức độ chèn ép của băng. Sau đó, hướng dẫn để bệnh nhân trở về tư thế phù hợp tùy theo từng trường hợp và dặn dò các lưu ý khi chăm sóc vùng băng. Băng vòng gấp lại thường được dùng để băng các vết thương ở đầu hoặc những nơi có hình dạng giống mõm cụt. Cách băng như sau. Bắt đầu bằng hai vòng băng vòng. Sau đó gấp băng lại 90 độ. Vòng băng đến đỉnh mõm cụt ra phía đối diện.
tiếp tục gấp băng lại và vòng ra phía trước. Rẽ đối xứng về hai bên mõm cụt đến khi kính. Kết thúc với hai vòng băng vòng khi cuộn băng ngửa, cố định lại bằng móc. Sau khi băng, cần hỏi bệnh nhân về độ chặt lỏng để đánh giá mức độ chèn ép của băng. Sau đó, hướng dẫn để bệnh nhân trở về tư thế phù hợp tùy theo từng trường hợp và dặn dò các lưu ý khi chăm sóc vùng băng.